Buồn xì. Buồn xì. Thế hôm nay bà ngoại trổ tài à? Con gái đấy, mẹ chỉ việc sang ăn thôi. Mẹ làm gì thì gặp phải trổ tài. Nhiều đấy, em mâm nhiều đấy kia. Nhanh nè, xuống ăn bún đậu mắm tôm. Coi, coi, vứt điện thoại à? Hả? Hello, xin chào tất cả các bạn. Về ăn với bún đậu mắm tôm nhà anh Gato. Uầy, một mâm đầy ăn luôn. Gì ấy? Sao còn nhiều món gì? Thịt luộc à? Đậu này. Ô, cả bánh cuốn này á? Hai loại bún, rau, đậu và nem. Nem này tự làm à? Trời ơi, toàn... Ô, thế không không chưng mắm tôm đây à? Sao? Không phải chưng, chỉ mỡ sôi đổ. Ô bài bà sao còn không đang chữ nghĩa? Bọt bọt, đây là bọt nó nổi lên. Đây là bọt của chanh đánh à. Bà đi nè, các bạn đi. Bà làm gì chả bà. Công viên đi sao kê, quên kéo khóa quần. Thì dân nó sẽ có xong chưa, ăn rồi. Hà Ninh ăn thử xem ngon không? Kệ nó, ăn hết, vã ăn tất. Hà Ninh ăn thử đi, xem ngon không? Chắc bà chuột bạch chứ gì ấy, con từ trước giờ con đang làm chuột bạch bao giờ đâu. Chắc bà ngoại ăn thử. Mình ăn bánh cuốn, bánh cuốn nào mua à? Có cái tóc kìa. Tay ấy, tay em này. Bà ngoại là người thử trước đầu tiên. Hà Ninh ngồi bên kia. Thôi bà, bà hôm thích bà lắm mà hôm nay chê bà. Không. Không à. Mày ăn ngồi bên này, con ngồi bên kia. Chưa, xách thành miếng này. Mẹ cho con ít thế này. Con phải nhiều cơ. Ăn thử miếng đầu tiên. Mời các bạn ăn thử bún đậu mắm tôm. Các bạn, bà ngoại xin mời các bạn ăn bún đậu mắm tôm với nhà bà ngoại nhé. Hôm nay là thứ bảy này, con gái bà lại đổi món cho cả nhà ăn. Hôm nay là bún đậu mắm tôm này, nem này, nem tí nhá, nem mùi đặc biệt của quê hương Bắc Ninh bà ngoại này đấy. Nên em mình tự làm mà. Tự làm là mùi đấy. Mẹ ai ai là con gái bà ngoại cũng sướng thế nhỉ? Bà hay đăng xê con gái vết. Nước thì đăng xê cháu, nước thì được đăng xê con, nước thì đăng xê. Hà Ninh cũng được mát mặt vì bà. Các bạn ơi, ngon tuyệt luôn nhé. Lên bà hạ nguồn nhá, ngon lắm. Cái nước chấm này Hà này mua đúng mắm tôm xịn của Thanh Hóa này. Ôi, mua mắm tôm ở đâu Thanh Hóa? Tuyệt vời. Thôi ăn thôi, mình phải lấy cái cây mình quay mình mới ăn được chứ.